Đảng ủy Cục Hậu cần tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả đại hội lần thứ 13 của Đảng cho cán bộ đảng viên trong toàn cục. Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chương trình, nội dung, kết quả của đại hội lần thứ 13 của Đảng, thống nhất trong toàn Đảng bộ cục những nội dung cơ bản, định hướng tư tưởng và hành động, làm cơ sở để các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt kết quả đại hội lần thứ 13 của Đảng tới 100% cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Ngay sau hội nghị, Cục Hậu cần đã tổ chức phát động, triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021 và tháng cao điểm về an toàn giao thông với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.